nó máy lên. Tiếp theo là lắp túi đựng bụi vào, đưa túi vào trong khoang máy, lắp túi vào hai theo lẫn sau và đóng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thi, nhân viên phụ trách bán hàng tại showroom Katja Center. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách lắp đặt và sử dụng máy hút bụi VC2. Đây là máy hút bụi VC2 được thiết kế đường hút bụi, thân máy, tay cầm, công tắc mặt tắt máy, công tắc thu dây điện, van điều chỉnh lực hút và khoang chứa phụ kiện. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn về các phụ kiện đi kèm theo máy: dây hút bụi, túi đựng bụi 2 cái, đầu hút khe, đầu hút bàn chải, đầu hút sàn, có hai chế độ hút sàn và hút thảm, ống hút điều chỉnh độ dài. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn về cách sử dụng máy. Để sử dụng máy, chúng ta sẽ kết nối dây hút bụi vào máy. Dây hút bụi được thiết kế gồm một đầu kết nối vào máy và một đầu kết nối vào phụ kiện. Chỉ cần ấn dây hút bụi vào, đặt đường hút vào. Đầu còn lại chúng ta sẽ kết nối tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn, chúng ta kết nối các phụ kiện khác nhau. Đầu hút khe dùng để hút ở những nơi có vết lớn hoặc những khe rãnh. Đầu hút lông bằng chải dùng để hút ở những đồ dùng nội thất như nệm, ghế sofa hoặc kệ sách. Đây là đầu hút sàn. Để kết nối vào đầu hút sàn, chúng ta sẽ kết nối với ống hút nối dài. Kết nối vào đầu hút sàn. Đây là chế độ hút thảm và đây là chế độ hút sàn. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn về cách lắp túi đựng bụi. Để lắp túi đựng bụi, chúng ta phải mở nắp máy lên. Tiếp theo là lắp túi đựng bụi vào, đưa túi vào trong khoang máy, lắp túi vào hai theo lẫn sau và đóng nắp lại. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách vệ sinh lọc. Để vệ sinh lọc, chúng ta trước hết cần phải tháo rời khung bảo vệ bằng cách nút vào hai rãnh tháo ra, sau đó tháo rời lọc. Lọc có thể được vệ sinh bằng nước và phơi khô, sau đó lắp lại vào máy. Trong quá trình sử dụng, các bạn lưu ý nên vệ sinh lọc thường xuyên. Máy gồm có hai bộ lọc chính, đó là lọc động cơ và lọc khí thải. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách vệ sinh lọc động cơ. Mở nắp máy lên, sau đó rút lọc ra khỏi máy. Đây là lọc động cơ. Chúng ta có thể vệ sinh lọc bằng nước sạch, sau đó phơi khô và lắp vào máy. Máy được thiết kế đặc biệt với khoang chứa phụ kiện nằm trên thân máy. Trong quá trình sử dụng, các bạn có thể cất giữ các phụ kiện vào trong khoang này. Vậy là máy đã được lắp xong và sẵn sàng để sử dụng.